Tịnh Độ Tông thì tổ Ấn Quang là tổ thứ 13, cũng như tổ Thiện Đạo là tổ thứ 2. Tổ thứ 2 tương truyền là A Di Đà Phật hóa thân, tổ Thiện Đạo tương truyền là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Ngài lại khuyến dẫn đại chúng rằng trong thời mạt pháp, căn cơ của chúng con sâu nặng, nghiệp chướng thì sâu dày, công phu thì chưa thuần thục, chính vì vậy cần phải có hộ niệm. Đặc biệt Ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, Ngài có dạy rõ rằng thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, những người mà chưa được chứng đắc, tại sao lại như vậy? Là bởi vì một là gia thân quyến thuộc phá rối lúc lâm chung, hai là miệng niệm Phật mà tâm luyến trần cảnh, chính vì vậy khó mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy các tổ xuất thế ra đời hướng dẫn chỉ điểm cho chúng con phương pháp hộ niệm để giúp đỡ yểm trợ cho nhau, nhắc nhở giữ gìn chánh niệm từ bây giờ cho đến khi xả bỏ báo thân, để chúng con tin sâu nguyện thiết nắm chắc một câu A Di Đà Phật để đời này chúng con có phúc phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đại chúng có muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hết không ạ? Chúng con cảm niệm tri ân công đức của đại chúng. Và chính vì lòng mong mỏi muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, chính vì vậy ngày hôm nay chúng con khải thỉnh trên Đại Đức Thích Tịnh Hải xin Thầy Từ Bi giảng nói chia sẻ cho chúng con về lợi ích của pháp hộ niệm và tại sao những người phàm phu như chúng con là căn cơ không thuần thục và phàm phu nghiệp chướng sâu nặng phải cần có đến pháp hộ niệm để yểm trợ, giúp đỡ, nhắc nhở khuyến tấn từ bây giờ cho đến khi xả bỏ báo thân, để tín hạnh nguyện của chúng con vững chắc, để đời này chúng con có phước phần theo A Di Đà Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, ý nguyện cuối cùng quyết định cảnh giới tương lai. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh Hải con xin cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng Thường Huệ Hạ Vinh. Ngài đã thương tình giúp đỡ cho con từ trong Đà Nẵng. Rồi Ngài đã đi ra tại chùa Tam Trúc này để chứng minh cho cái pháp hội này. Ngài làm cho con vô cùng cảm động. Bạch với Ngài cùng chư vị, thực sự trong những lúc gần gũi Ngài, Tịnh Hải con mới thấy Ngài thực sự là một người khiêm cung, tự ái. Ngài đáng là sư phụ của con mà Ngài nói những lời hết sức là khiêm tốn. Bạch với Ngài, con xin ghi lòng khắc dạ cái đức hạnh cao tột của Ngài. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm, tăng ni quan lâm chứng minh, kính thưa với chư vị lãnh đạo các cấp, kính thưa chư vị đồng tu, thực sự là Tịnh Hải này trong đời này có cái duyên học Phật mà quá chậm trễ. Khi học được giáo lý của Đức Phật rồi mới ngỡ ngàng nhìn lại, thấy rõ ràng là mình trong những thâm năm tháng qua trong cuộc đời này đã tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng sâu nặng, tình thực, rõ ràng. Nếu thực sự trong đời này mà nếu mình không quyết lòng tìm mọi cách để thực hiện con đường giải thoát ngay trong cuộc đời này,
thì chính con tự nhận xét cho con rằng là không cách nào có thể trốn thoát ba con đường khổ não, ba con đường ác hiểm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạch với các ngài, con nói lời này là thành thực. Vì chưa biết tu, tâm ý thì hoang đàng, tư tưởng thì vọng động, ngạo mạn đủ thứ. Bao nhiêu thứ đó đã tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng, bắt con phải đi vào cảnh giới tam đồ ác đạo. Và khi khả Phật rồi mới thấy là không phải ngoài những việc mình làm sai lầm trong đời này, mà còn có vô lượng vô biên những nghiệp chướng khác mình đã làm ra trong quá khứ. Nghiệp này đeo đẳng bên mình như hình với bóng, không cách nào có thể giúp cho con vượt qua con đường khổ nạn. Bạch với các ngài, khi học Phật rồi mình mới thấy rằng Đức Thế Tôn chúng ta vì muốn cứu độ chúng sanh cho nên ngài khuyên chúng ta tu hành đắng mồm đắng miệng 49 năm thuyết kinh giảng đạo, để lại rừng kinh biển sách, tất cả đều là để giúp cho chúng sanh ngộ ra con đường giải thoát, bỏ đi những cái hư hại của cái tình đời khốn khổ này mà về cảnh giới an vui cực lạc thành đạo. Bạch với các ngài, giống như vị MC đã nói, 84.000 pháp môn thực sự không phải là hàng phàm phu chúng ta có thể tu được tới 84.000 pháp môn đâu, mà chư tổ còn gom lại là những pháp môn chính yếu để chúng ta tu. Nhưng mà thực ra thì với hàng phàm phu này, nổi như ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, một người nghiệp thì quá nặng, ý thì quá mê, mà còn tiếp tục mê từ lúc đang tỉnh này, mê cho đến lúc chúng ta nằm xuống chuẩn bị xả bỏ báo thân. Lúc còn tỉnh này chúng ta mê, mê một, thì lúc mà chúng ta nằm xuống, thân thể, trí óc hoàn toàn tán hoại, đau nhức, lộn xộn, làm cho chúng ta mê, chúng ta muội, chúng ta sai lầm tới cả trăm cả ngàn lần. Và chính đây là cái cửa ải nặng nề nhất để cho một người phàm phu như chúng ta có cái hy vọng rằng là thoát khỏi sáu đường luân hồi, đạt được cảnh giới giải thoát vô sanh vô tử. Cho nên con nói ở đây xin thưa thực là con chắp tay lại thành khẩn tri ân. Tri ân lời Phật dạy, tri ân chư vị đại sư đã hướng dẫn cho chúng ta trăm cây nghìn đắng, tìm mọi phương tiện thiện xảo để giúp cho con người chúng ta ngộ ra. À, nếu tham chấp trần đời này thì đọa lạc khổ đau đang chờ phía trước. Và dẫu cho đạt được những cái gì vui vui, sướng sướng một chút trong đời này, cũng chẳng khác gì như bóng câu qua cửa sổ. Đời vô thường, sau cùng chúng ta nhận một cái vô thường đắng cay hơn là tử nạn đến chúng ta không lấy lại được thân người. Bạch với Hòa Thượng cũng chư vị, thực sự là khi nghĩ đến vấn đề mà giải thoát làm cho chính con lo sợ vô cùng. Trong bao nhiêu năm tháng qua, chính con cũng muốn tìm con đường tu học, nhưng mà càng tu mình càng mê đi. Vì xin thưa thực, một năm 365 ngày, lâu lâu mình tới chùa, mà tới chùa không lắng nghe các vị đại sư giảng dạy. Xin thưa thực với chư vị, thế mà chúng ta cũng tự nhận là cả một đời tu hành. Không ngờ
con đường tu này hững hờ quá. Con đường tu này hình như chúng ta tự mãn quá, mà không hiểu rằng là chính chúng ta hình như tu về hình thức thì nhiều, mà thực sự tu thì quá ít. Tại vì xin thưa thực với chư vị, có nhiều người tình hải này nghe rằng là khi tôi gặp được ban hộ niệm rồi, pháp hộ niệm hay quá rồi, thôi tôi không còn tới chùa tu nữa. A Di Đà Phật, xin thưa với chư vị, nếu mà thực sự ban hộ niệm có cái năng lực mà đưa chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một cách đơn giản như vậy, thì xin thưa rằng là A Di Đà Phật, Đức Thế Tôn chúng ta cũng đủ thần lực để đưa chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi, chứ đâu còn gì tới ban hộ niệm. Chính vì thế mà có nhiều lúc ban hộ niệm khi đi thực tập cái chương trình hộ niệm có một chút thành tựu nào đó hơi cụ thể, người hộ niệm chúng ta lại có những người vội vã nói lên những lời vô cùng thiếu chánh pháp và bất cẩn vô cùng. Xin thưa với chư vị, ngày hôm nay mà Phật tử đồng tu chúng ta tin được câu A-di-đà Phật, niệm được câu A-di-đà Phật để trở về Tây Phương, thì trong kinh Phật nói là do nhiều đời nhiều kiếp chư vị đã học giáo lý của Phật, đã được chư tăng ni hướng dẫn cho chư vị tu hành. Chưa chắc gì trong quá khứ chư vị học được từ tư tăng ni bằng bây giờ đâu. Không phải đơn giản. Vì sao vậy? Xin thưa với chư vị đồng tu, ngày hôm nay chúng ta học đạo có vẻ hơi dễ là tại vì một vị sư giảng một bài kinh, giảng một bài pháp được lưu lại trong những tài liệu như là MP3, rồi CD, rồi băng đĩa, rồi chúng ta có đầy đủ, chúng ta có thể học lại được. Còn trong quá khứ, xin thưa, dễ gì mà chúng ta bắt được cái khoa học kỹ thuật này mà để chúng ta học cho thấu, chư vị có thấy không? Chính nhờ những lời giảng giải của các chùa, các sư mà chúng ta thâm nhập kinh tạng, từ đó cái phước báu trí huệ chúng ta nó mở ra. Khi phước báu chúng ta cao lên, trí huệ chúng ta mở ra, tự nhiên khi gặp câu A-di-đà Phật mà chúng ta phát lòng tin tưởng. Như vậy thì xin thưa với chư vị, đừng bao giờ suy nói những lời vụng về mà đưa đến tình trạng là cực đoan vô ích, mà chính mình không có cái hậu quả tốt đẹp đâu. Bạch với các ngài cùng chư vị, pháp hộ niệm lợi lạc như thế nào? Thì hôm nay tình hải này xin thưa rằng là lợi lạc vô cùng đấy chư vị ơi. Vì sao vậy? Vì chúng ta tu mà chúng ta không biết sửa, vì chúng ta lười biếng, vì chúng ta ý lại, chúng ta mới nghe câu A-di-đà Phật 10 niệm tất sanh thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ niệm 10 niệm đơn giản dễ dàng và chúng ta vãng sanh dễ dàng. Chúng ta vội vã không nghe các thầy giảng giải. Đi chùa chúng ta cứ đi dạo dạo bên ngoài, chụp hình chụp ảnh gì đó mà không chịu lắng nghe những lời pháp tuyệt vời của chư tăng ni. Các ngài đã đem hết có tất cả tâm huyết chúng ta mà răn dạy chúng ta rằng chư vị ơi, tất cả đều là lời Phật dạy. Muốn một đời này mà vượt qua sanh tử luân hồi không phải đơn giản như những người mà hồ niệm đến mình bên cạnh mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là chúng ta được vãng sanh đâu. Mà sao? Mà chính là những người hộ niệm đến bên cạnh chúng ta, nói lên những lời của chư Tăng dạy, nói lên những lời của chư Đại Hòa Thượng dạy chúng ta, nói những lời trong kinh chúng ta mà gom lại những cái gì cụ thể gần gũi bên chúng ta để kịp thời chúng ta sửa đổi mà không may. Như vậy thì xin hỏi chư vị, hộ niệm không phải là đợi cho đến lúc mình sắp sửa chết rồi kêu ban hộ niệm tới, niệm vài câu A-di-đà Phật là mình đi vãng sanh đâu.
Không phải là đợi chết rồi kêu ban hộ niệm tới, niệm A-di-đà Phật bên thân xác cứng đơ chúng ta mà ta được vãng sanh đâu. Và xin thưa với chư vị, hộ niệm sớm sớm một chút, và người hộ niệm cũng phải là đến cái nhà chúng ta rồi niệm câu A-di-đà Phật để chúng ta niệm theo là chúng ta vãng sanh đâu. Mà Ấn Tổ dạy niệm Phật là một pháp môn dễ tu, mà Ngài còn nói là niệm Phật một câu A-di-đà Phật vãng sanh có thừa. Ngài nói có thừa như vậy, có nhiều người nghĩ rằng là ta niệm Phật là có vãng sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Mà Ngài nói là cái hàng phàm phu chúng ta khi đối diện với cảnh cộng tứ nghiệp, cuối cùng rồi thì gia sự rối ren, thân thể thì đau nhức, bệnh hoạn thì dày vò, nghiệp chứng ưng hiện phá hoại, quán thân trai chủ bày kế dọa nạt cài bẫy dăng dăng. Thành ra khi đối diện với cảnh sắp sửa buông bó thân ra đi, hoàn toàn người phàm phu này không thực hiện được cái chánh niệm để chúng ta vãng sanh. Hoàn toàn phàm phu chúng ta làm không được chứ. Chính vì thế mà lắng nghe vị MC nói rất là hay, vô cùng hay. Hộ niệm thực sự là hướng dẫn cho chúng ta từ bây giờ cho đến ngày chúng ta ra đi, ngày ngày giờ giờ tháng tháng chúng ta tập cái chánh niệm cho thuần thục đi. Cái chánh niệm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa với chư vị liên hữu đồng tu và cùng tất cả các ngài, bắt buộc mỗi người dẫu gì đi nữa cũng phải trở về chính mình, giữ được chánh niệm, thực hiện được cái chánh niệm của cái pháp môn niệm Phật thì mình mới được vãng sanh. Chứ không phải là người hộ niệm đến bên cạnh mình niệm Phật cho mình là mình vãng sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Nếu một người, một ban hộ niệm mà có khả năng đưa một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng lẽ là cái hàng phàm phu kết hợp lại 20 người, 30 người hay là 10 người gì đó mà có cái năng lực cao hơn A-di-đà Phật sao? Chẳng lẽ là vượt qua Đức Thế Tôn sao? Chư vị nghĩ tới coi, hoàn toàn không có đâu. Hoàn toàn không có đâu. Nhưng mà nó hay cái chỗ là người hộ niệm nếu thực hành đúng pháp hộ niệm, gọi là hành đúng và hiểu cho rõ lời Phật dạy, gọi là hiểu thấu, thì rõ ràng là người hộ niệm đang hướng dẫn cho người bệnh thực hiện cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo đây. Xin thưa với chư vị đồng tu, ngay tại cái thời điểm mà ta sắp sửa tắt hơi ra đi, nếu người nào mà thực hiện được cái chánh niệm của cái pháp môn niệm Phật này, tức là người đó niềm tin vẫn vững vàng, lời nguyện vãng sanh vẫn tha thiết là mong cầu sao mình xả bỏ báo thân này đi về Tây Phương Cực Lạc, và vận hết tất cả cái công sức còn lại để niệm được câu A Di Đà Phật, thì chư tổ nói là 10 niệm tất sanh, nhưng 10 niệm đó dồn lại một niệm cuối cùng trước khi xả bỏ báo thân cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mà người đó đã thực hiện cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm của mỗi người thực hiện đấy, con đường giải thoát. Thì vô tình người hộ niệm không có một năng lực nào cả, mà người chỉ biết cái cách làm sao mà ủng hộ tinh thần, khuyến tấn người bệnh, gỡ rối chùm cho người bệnh, kéo người bệnh đang đi lạc cái chỗ nào đó quay trở về với chánh niệm. Nếu người bệnh nghe lời ban hộ niệm mà thực hiện được như vậy thì xin thưa với chư vị, chư tổ nói rằng là pháp môn niệm Phật vạn nhân tu vạn nhân khứ, muôn người tu muôn người vãng sanh, là ở cái điểm này đây chứ.
Bạch với các ngài là khi bắt đầu con biết niệm Phật rồi, chính cái câu nói mà vạn nhân tu vạn nhân khứ, ngài Thiện Đạo nên muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Và con cũng đã từng nghe nhiều vị hòa thượng nói niệm Phật là người nào cũng được vãng sanh, gọi là muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Nhưng mà khi mình hộ niệm rồi, mình mới ngỡ ngàng ra tại sao có những người mình hộ niệm, người ta nhắc nhớ những người ta niệm Phật. Và chính có những người tự hộ niệm Phật mấy mươi năm, nhưng mà sau cùng hình như cái thành tựu vãng sanh không có. Bạch với hòa thượng và chư vị, chính con thực sự đã nhiều lúc xuống tinh thần. Tại vì khi con biết tu rồi, con đi hộ niệm với người, con đã phát hiện ra có những người mình hộ niệm bên cạnh họ, nhưng mà họ ra đi thân tướng rất là không tốt. Và làm cho con tại sao chư hòa thượng nói như vậy, chư tổ nói như vậy, mà tại sao ta còn giúp đỡ cho người ta nữa mà không có vãng sanh. Nhưng sau cùng 3 năm trường, con bị khổ đau về chuyện này, và sau cùng giải tỏa được. Một cái giải tỏa làm cho con giống như là có một cái quả bom nó nổ từ trong cái đầu óc mà nó nổ ra, làm cho tung hết, tan hết những cái mê muội, những cái lạc lõng của mình trong suốt thời gian qua. Bạch với chư vị là tại vì một người niệm Phật mà chưa đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn thì nhất định nghiệp chướng vẫn còn ứng hiện mạnh mẽ vô cùng, và chư vị oán thân trai chủ hình như đã sẵn sàng bên cạnh để chuẩn bị cản ngăn con đường siêu thoát của chúng ta. Nghiệp chướng chúng ta nặng, oán thân chúng ta nhiều, tâm chúng ta lại mê nữa. Thành ra khi trước những cảnh mà coi như là thân xác thì rã rời, đầu óc thì hoang mang, nghiệp chướng thì phá hoại, oán thân trái chủ dân dân khắp nơi. Thành ra người ra đi không thực hiện được cái chánh niệm của pháp môn niệm Phật, hay nói chung là không giữ được tín nguyện hạnh một cách đầy đủ, mà có nhiều khi đến lúc đó hoàn toàn quên hết, đi lạc đường. Thì không ngờ khi mà mình đi hộ niệm và bắt đầu nghiên cứu, nhất là những vị tổ sư nói là chư vị phải khéo léo, phải kiên nhẫn, phải dùng tâm lý để mà khuyến tấn người bệnh, giúp cho người bệnh chưa tin thì phát khởi niềm tin, tin rồi thì phải tin cho mạnh. Niệm Phật hôm nay để cầu may, mua may bán đắt gì đó, cầu an khang trang kiện, cầu giàu có, cầu đủ thứ. Bây giờ phải làm sao giúp cho cái người mà mình đến tiếp chuyện đó, họ chuyển hết tất cả những ý niệm mà phục vụ cho cái thân vô thường này. Bây giờ đây nhất định là một câu A-di-đà Phật kèm theo cái tâm nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Một câu A-di-đà Phật niệm lên, kèm theo một cái tâm chí thành chí kính, quyết định một đời này ta trở về Tây Phương thành Phật. Một căn bệnh nào khổ đau đến với mình, tự nhiên lấy cái cảnh khổ đó làm cái cảnh mà nhất định mình phải ly cái cảnh khổ này để trở về Tây Phương cực lạc. Tức là nói chung giúp cho người bệnh đó làm sao tín tâm không suy chuyển, nguyện tâm nhất định phải tha thiết. Và cái hạnh tâm là câu A-di-đà Phật phải mạnh dạn mà niệm. Xin thực với chư vị, ba cái điểm này mà làm cho người bệnh thực hiện được thì tự họ đã chánh niệm. Dùng cái chánh niệm đó mà họ đi vãng sanh, cho hoàn toàn không phải là cái năng lực của người hộ niệm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị đồng tu, nếu chư vị đồng tu Phật tử chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương cực lạc, thì theo như Đức Thế Tôn dạy, hãy tuyến trạch
Cái pháp môn nào mà hợp với căn cơ, hợp với trình độ của mình, mà dễ dàng thực hiện đến mong mong kịp thời trong một đời này, chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi trước cái đã. Nếu chúng ta sơ ý, có thể chúng ta sẽ hướng được một cái phước báo nào đó, nhưng mà con đường gọi là siêu thoát sáu đường luân hồi không phải dễ, không phải dễ. Mà như Ngài Ấn Quang dạy, nếu mà chúng ta chỉ còn một mấy mấy nghiệp chướng thôi, thì chúng ta cũng phải theo nghiệp để thọ đạt. Khi mà nghe những lời đó mới giật mình, tại sao mình phải theo nghiệp thọ nạn vậy? Ngài nói, tại vì chư vị đã đi theo con đường quyết lòng phá nghiệp, mà không ngờ phá được nghiệp chướng, không phải là dành cho hàng phàm phu chúng ta thực hiện. Mà Ngài nói hãy mau mau thành tâm sám hối nghiệp chướng, quyết lòng việc thiện thì cố gắng làm nhé, việc ác thì nhất định buông ra đi, đừng làm nghiệp ác nữa. Và mạnh dạn gối cái nghiệp cũ lại để niệm Phật, đi trên núi nghiệp về Tây Phương Cực Lạc thì chư vị mới có khả năng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài nói, một người nào mà đến với Ngài, nói là bạch với hòa thượng, con đến đây con tu để mà đời sau tu giúp Ngài, nói là tốt đấy con ạ, nhưng mà không dễ gì đời sau con trở lại làm người đâu. Vậy thì làm người khó hơn đi làm Phật chứ vị ơi, nghĩa là lời con tôi nói. Đi làm Phật bằng cách nào? Bằng cách nghe lời Phật dạy, niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì niệm Phật vãng sanh không phải là quyết lòng diệt nghiệp, tiêu nghiệp gọi là đoạn hoặc chứng chân thượng. Con đường này dành cho những vị cao tăng, những vị Bồ Tát, những vị thường căn mới thực hiện được. Còn nếu mà chư vị tự thấy mình là hàng phàm phu thì xin đi con đường gọi là phục nghiệp lại, bao nghiệp lại, mà quyết lòng bám chắc vào đại nguyện của Đức A Di Đà. Để chi? Để trước những giờ phút xả bỏ báo thân, ta thực hiện được cái đạo lý là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Giữa cái nhân quả này, nhờ cái duyên là chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng là nhân duyên quả báo nó nằm gọn trong cái tín nguyện hạnh của pháp môn niệm Phật. Chư vị ơi, chỉ vì cái điểm này mà ban hộ niệm làm việc đúng pháp, trong những năm tháng qua họ đã thực sự thấy được sự thành tựu rất là khả quan. Bạch với các ngài là hàng tuần con đều nghe có người vãng sanh, hàng ngày có nhiều ban hộ niệm đưa sáng một người chiều một người. Khi ra đi rồi họ niệm Phật đến giây phút cuối cùng, trên giường bệnh đau bệnh ung thư bao nhiêu người than thở khóc lóc gì đó, vậy mà những người này tên niệm Phật người ta không thấy đau. Chư vị ơi, thực sự khuôn mặt của họ hoàn toàn tư tính, tức là chứng tỏ họ không phải giả đò, và họ lạy Phật mà mỉm cười ra đi. Thực sự họ đã thực hiện đúng cái đại pháp cứu tinh là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để một đời này thành Phật. Rõ ràng nói đi nói lại là gì? Ngay cái ý niệm cuối cùng của một người định hình cảnh giới tương lai, mình thấy rõ ràng ngay trong pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc này chứ không có gì cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đưa ra ba cái điểm mà có cái lực lượng nặng bất khả tư nghị và ngang ngửa với nhau, chứ không có cái nào cao hơn, có cái nào thấp hơn. Đó là một là nghiệp lực,
hai là tâm lực, ba là chư Phật thánh lực. Ba cái lực này nó mạnh lắm chư vị ơi. Nếu mà chúng ta đầu hàng nghiệp chướng, lo sợ về nghiệp chướng, tìm cách là lạy nghiệp chướng tha cho mình, thì càng lạy bao nhiêu nghiệp chướng nó càng mạnh lên bấy nhiêu. Và khi sau cùng chính cái nghiệp chướng nó quật mình đi vào trong tam ác đạo. Bên cạnh đó, cái tâm lực của mình là một cái năng lực vô cùng vĩ đại, có thể ngang bằng với cái nghiệp chướng, mà chúng ta lại cúi đầu xuống lạy lục nghiệp chướng để tha mạng chúng ta. Vô tình chúng ta cất cái gọi là cái tâm lực này vào một cái chỗ nào đó để chúng ta thành cái nô lệ cho nghiệp chướng. Chính vì thế mà hàng phàm phu chúng ta trở thành nô lệ của nghiệp chướng vô cùng nhiều mà chúng ta không hay. Thì không ngờ hôm nay chúng ta gặp được câu A Di Đà Phật. Nhờ cái pháp niệm Phật này mà ta giật mình tỉnh ngộ, là chính Đức Bổn Sư Thích Ca đã dạy chúng ta là nhất thiết duy tâm tạo, chứ Ngài không nói là nhất thiết duy nghiệp tạo, là không phải tất cả do nghiệp định hình tương lai chúng ta, mà Ngài nói là tất cả do cái tâm chúng ta quyết định tương lai của mình. Nếu mà hôm nay chúng ta nhờ cái câu A Di Đà Phật thực hiện cái đạo lý nhất thiết truy tâm tạo một cách rõ rệt, thì mong chư vị phải vững vàng mà làm chủ lấy cái huệ mệnh của mình. Là khi con nằm xuống trước những giờ phút xả bỏ mất lòng, con quyết lòng niệm A Di Đà Phật, con quyết xả bỏ cái thân này để con đi trở về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật, thì xin thưa chư vị, không còn con đường nào khác là con đường chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây đúng là cái đạo lý gọi là tất cả đều do tâm tạo, đã được thực hiện một cách cụ thể gần gũi bởi một cái pháp môn dễ tu này. Nếu mà chư vị nghĩ như vậy, như vậy ta quyết lòng quyết định niệm Phật để vãng sanh đủ rất rồi, ta hiểu lý rồi, xin thưa có thể chúng ta hiểu lý, nhưng còn cái sự chúng ta thực hiện không được, chỉ cần lết một chút đi xa ngàn dặm. Chư vị ơi, lúc nằm xuống chỉ cần mình thương con nhớ cháu, mình không nỡ xa lìa, thì tự nhiên con đường vãng sanh của mình bị lệch mất rồi, không còn đi được nữa. Đơn giản mà hồi giờ có nhiều người Phật tử đồng tu chúng ta tu hành không thấy cái chuyện này. Mà chư tổ còn dạy như thế này nữa nha chư vị, lúc mà xả bỏ thân xác, sắp sửa xả bỏ thân xác, ta nghĩ đến một cái việc thiện, ta nghĩ một cái việc lành, ta nghĩ muốn còn xây cái ngôi chùa cho lớn, hay là chúng ta dựng một cái lâu đài cho vĩ đại, hoặc là tạo một sự nghiệp gì đó cho chúng sanh chẳng hạn, như vậy cũng bị mất vãng sanh luôn. Thành ra khi mà nghe được những lời pháp quý báu của Hòa Thượng Tịnh Không rồi, rõ ràng là chúng ta phải nghe chậm chậm, nghe từ từ và chắp tay lắng nghe, chúng ta thấy rõ ràng có những cái đạo lý vô cùng tuyệt vời. Ngài nói vãng sanh về Tây Phương không phải là làm thiện, vãng sanh về Tây Phương chắc chắn không phải là làm ác. Như vậy là thiện chúng ta cũng không được chấp, mà ác chúng ta không được chấp. Mà chấp ở đâu chư vị? Chấp vào con đường tịnh nghiệp. Mà đường tịnh nghiệp đối với hàng phàm phu chúng ta chính là cái câu niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ bề giải ra, chư vị ơi, giải ra cái lý tịnh nghiệp nó vẫn còn mênh mông vô tận, và sợ rằng các cụ già nghe trước quên sau. Chính tịnh hải này cũng là già rồi, cho nên quên sau rồi sau đó quên nữa. Nó cũng không cách nào mà có thực hiện được. Nhưng mà nhớ A-di-đà Phật nhớ được, đơn giản nguyện vãng sanh nhớ được. Tại vì cái này nó không đòi hỏi một người, còn phải cái trí huệ cao siêu, trí nhớ siêu phẩm, hay là văn hay chữ giỏi gì cả, mà nhờ cái lòng thành lòng kính chư vị. Thực sự mà
Nói như vậy đã dễ rồi, nhưng mà khi trở về cái trạng thái mà tứ đại phân ly, cơ thể chúng ta nó đau như dòng, không cách nào mà chúng ta nhớ được. Ví dụ như chư vị nghĩ coi, ở chung quanh chúng ta là nước. Nếu mà giả sử như chúng ta tưởng cái nước này là nó dễ, mình bơi ra xa, rồi khi bơi ra xa như vậy mình bơi vào bờ đuối tay rồi, lúc đuối tay đó mà chư vị niệm được cậu A Di Đà Phật, không biết có niệm nổi hay không nữa, khó lắm. Dẫu có niệm niệm 2-3 tiếng thì nước ào vào trong miệng mình, nhiều khi mình niệm cũng không được, chẳng khác gì như đêm đêm chúng ta nằm ác mộng. Ác mộng đến với chúng ta rất đơn giản, mà nhiều khi cơn ác mộng đó là huyễn, là hoa, là không đúng. Chỉ vì cái tâm tưởng nào đó mà nó sinh ra như vậy, mà chúng ta nhiều khi trong ác mộng chúng ta la, chúng ta hét, chúng ta giãy giụa chứ không niệm Phật được. Thì huống chi là trước những giờ phút lâm chung mà phàm phu chúng ta có thể giữ được chánh niệm. Chính vì thế mới thấy rằng là cái pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh, chính những người hộ niệm trở thành là một cái người mà giúp cho chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta lắng nghe họ, tự nhiên chúng ta nhận được một sự lợi lạc vô biên. Con xin thưa, con xin ví dụ như có những người đêm đêm nằm ngủ thường hay bị mộng đè đó, bóng đè gì đó. Nếu mà mình không biết đạo, nếu mà mình gặp những người mà họ ưa hù dọa nữa đó, mình sợ thất điên bắt đạo luôn, chư vị ơi. Mà nhiều khi từ cái cánh sợ đó mình thấy nào là có ma này, có quý nọ đang tới bóp cổ mình, đang tới đè mình, hay là có một vật nào đó tới đè mình. Hình như là mình bị chướng nặng nề lắm. Nhưng mà thực ra giải tỏa cái cơn bóng đè này đơn giản là chỉ cần một người nào đó tới đột đập mình, kêu mình dậy là hoàn toàn mình giải thoát. Hoàn toàn không có gì nữa cả. Như vậy thì rõ ràng, xin thưa với chư vị, trong cái cảnh đơn giản như vậy mà mình đã sợ rồi, thì trong cái cảnh mà sắp sửa lâm chung chúng ta gặp rất nhiều chướng nạn, làm sao mà ta không sợ? Vì cái sợ đó cho nên đành rằng là chúng ta không biết cách nào để làm. Thì chính cái người hộ niệm cầm tay mình, cụ ơi cụ niệm Phật với con đây, con đang ở bên cụ đây, con niệm Phật với cụ đây, cụ niệm Phật với con quyết lòng trở về Tây Phương cụ nhé. Xin thưa thật với chư vị, mình đi hộ niệm nói là khai thị cho người bệnh, thì chính đây là những lời khai thị mộc mạc đơn giản mà lại trực tiếp giải quyết cái vấn nạn mà kinh hoàng đang bao vây người bệnh đó mà không may. Và chính người bệnh vừa rồi mới gặp trong cái cảnh vô cùng hay hùng đó, gặp một người cứu tinh, tự nhiên bao nhiêu cái năng lực của từ tâm của họ sống dậy mạnh mẽ vô cùng. Họ tự nhiên thấy vui vẻ và họ quyết lòng niệm Phật vãng sanh. Rồi người hộ niệm ủng hộ tinh thần, giúp đỡ cho họ. Nhờ vậy mà người ta quyết chí là niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Rõ ràng bao nhiêu năm tháng qua ta cứ nghĩ rằng là cái ban hộ niệm làm cái gì đâu mà có cái năng lực gì mà thấy cứ một người hồi giờ ít tu mà bây giờ lại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính ta, chính bà nội này, chính ông nội này, chính người kia đã niệm Phật mấy mươi năm mà sau cùng không được vãng sanh, thì có chi một người hộ niệm đến là giúp cho một người hồi giờ ít tu mà lại được vãng sanh. Xin thưa chư vị, đạo lý nó nằm ở cái chỗ là cái ý niệm cuối cùng của ta là gì đây? Ý niệm cuối cùng của ta là gì đây? Nếu cái ý niệm cuối cùng của ta là lo sợ, là hoang mang, là dụ dỗ, nhất định chúng ta theo nghiệp thọ nạn. Nếu cái ý niệm cuối cùng chúng ta nhất định ta không theo nghiệp mà ta quyết lòng niệm A-di-đà-phật, quyết chí chờ A-di-đà-phật lai nghinh tiếp độ, nhất định theo đời người của Ngài. Một chúng sanh nào dẫu cho tội chướng sâu nặng, nhưng cơ may gặp một vị thiện tri thức khai giải điểm đạo, chỉ dẫn cho họ niệm câu A-di-đà Phật, tức là khi nghe danh hiệu của Ngài, người đó phát tâm tin tưởng niệm danh hiệu Ngài, hân hoan vui vẻ, đem tất
cả căn lành gửi về nước của Ngài là Tây Phương Cực Lạc. Rồi niệm danh hiệu Ngài mà cầu vãng sanh, nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh, A-di-đà Phật, thề không thành Phật. Đây là đại nguyện của Ngài. Làm sao một người mà niệm được một câu A-di-đà Phật là liền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Xin thưa là Ngài nói ngay cái giờ phút xả bỏ bao tâm để đi qua cái thế giới khác. Nếu ta hoãn kinh lên, ta ghê sợ lên, ta sẽ đi qua cái thế giới khác khoảng kinh ghê sợ đó. Nếu chúng ta quyến luyến gia tộc, quyến luyến tài sản, thì chúng ta đi qua cái thế giới khác nào mà nó hợp với cái duyên là mình quyến luyến tài sản gì đó. Mà trong kinh Phật nói là tham đi vào cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên đau thương cái chỗ là ngay cái giờ phút ra đi ta nghĩ cái gì đây. Chính vì thế mà chúng ta sơ ý là vô tình để cho những người khi xả bỏ bao tông, họ tự động suy nghĩ cái gì đó, chứ không phải là suy nghĩ quyết tâm đi con đường giải thoát. Bên cạnh đó chứ mình nhớ cho là nghiệp chướng đang ứng hiện, nghiệp khổ đang hành hạ, tâm ý thì mê mệt, đau xót thì vô cùng, oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đã bao vây chúng ta. Ấn Tổ dạy khi mà mình niệm Phật, mình tu hành, chẳng khác gì một cái hành động bứt dây động rừng, đánh thức chư oán thân trái chủ từ trong vô lượng kiếp sống dậy. Từ trong vô lượng kiếp sống dậy mà mình không hay, thì cái lúc đó là oán thân trái chủ thì bao vây tất cả những con đường giải thoát. Nghiệp chướng thì hành hạ chúng ta đến mê măng bất tỉnh, thì làm sao chúng ta biết được con đường nào sáng, con đường nào tối. Cho nên nếu mà chư vị học Phật mới thấy có một người tu hành khi mà ra đi rồi ấy, thấy lạnh lẽo quá, thấy chỗ kia có một cái ánh đèn hơi ấm áp, tới đó núp, vô tình lại núp vào cái bụng một con thú vật, một con chim, một con gà, một con đắng, một con gì đó không biết. Sở dĩ là chúng ta mê mờ không xác định được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, và không biết được đâu là thực, đâu là giả nữa. Thì xin thưa với quý vị, chính người hộ niệm, chính người hộ niệm, họ chỉ hơn cái người bệnh đó là họ đang còn khỏe chứ không có gì cả. Và họ có một cái là họ học được cái phương pháp để hướng dẫn, lôi kéo chúng ta từ cơn mê đó chứ không có gì cả. Đơn giản như vậy. Và chắc chắn là một người hộ niệm thì dạy mình niệm Phật. Bác niệm Phật đi, nhất định không đi theo một cảnh giới nào cả. Người quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, gặp một ông trời hiện ra quang minh gì đó, lên đi trên mây trên gió, nhất định ta không sợ, ta không buồn, ta không vui, ta không nhìn tới nữa làm chi. Gặp ông bà cha mẹ mình hiện ra, xin thưa lào hết chúng ta là sở ý chỗ này, là cứ tới ngày dỗ ông bà, thắp nhang ông bà, kêu con cái và mình con dạy hãy lên cúng dạy lại ông bà đi, cầu nguyện ông bà mình về đây bảo vệ cho mình, hỗ trợ cho mình. Mà có nhiều người còn nói là sống làm người, khi chết thì ta về với tổ tiên. Chính vì cái ý niệm này mà khi họ nằm xuống thì ông bà cũ kỹ của mình là những người mà mình biết đấy, thí dụ mình biết ông nội bà nội mình, ông nội bà nội mình ứng hiện về, mình mừng vui lắm chứ vị ơi, họ mỉm cười theo ông bà đấy. Nhưng mà khi mà mình học hộ niệm rồi thì chư tổ dạy nhất định không phải là ông bà tổ tiên của chúng ta, mà vì cái tâm chúng ta mê đi lạc mất con đường giải thoát, đi theo ông bà, bán thân trái chủ giá vàng ông bà để kéo mình, cái thần thức mình vừa ra khỏi thân xác, nhất định họ chột ngay, họ hù dọa cho mình, họ đẩy mình vào những cánh ngộ. Xin thưa với quý vị, đơn giản như vậy mà mình không biết.
Và cái chuyện đó là thô thiển. Có những chuyện mà mình thấy còn tế vi hơn nữa, mà nếu thực sự chúng ta không học hỏi hộ niệm, nhiều khi chúng ta không biết. Đây là con nói chưa bị đồng tu, chứ con không dám nói vị họ thượng các vị mà hiểu về cái pháp Phật. Xin thưa với chư vị, nếu mà mình tu hành niệm Phật thế này, khi gặp, khi sắp sửa xả bỏ báo thân đó, gặp một vị Bồ Tát đến tiếp dẫn, chúng ta hoan hỷ theo các ngài, coi chừng 99% đã bị giả dạng rồi. Chư vị ơi, không phải đơn giản đâu. Ngài Ấn Quang dạy, ta đi theo là đi A-di-đà Phật, ta đừng có đi theo một người nào khác nhé. Vạn pháp duy tâm sở hiện. Vì ta nghĩ à, ta được Bồ Tát này yếm trợ, ta được Bồ Tát kia giúp đỡ ta được. Vì cái tâm chúng ta đang nghĩ Bồ Tát đó, thì oán thân trai chủ họ có tha tâm thông chưa vậy ạ? Các chư vị quý thần mà trong những đường ác, các ngài có tha tâm thông, các ngài có ngũ thông đấy. Ngài biết được trong tâm của mình á. À, vị muốn theo Bồ Tát, thì lúc đó ta giá rạng ra Bồ Tát, nó rõ ràng như vậy. Mình hồi giờ có thấy Bồ Tát đó đâu, người ta giá dạng là một người cũng trắng trắng đỏ đỏ bay phấp phới, rồi cũng hào quang như vậy, mình tưởng là Bồ Tát đi theo liền. Mà ngay trong pháp hộ niệm, chư tổ còn dạy như thế này nữa. Một vị Phật nào đó mà hiện ra không phải là A Di Đà Phật, ta theo coi chừng 99% bị giả rồi đấy. Thực sự đấy chư vị. Trong kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy ta rằng là khi chúng ta buông thân xác này ra đi, quyết lòng niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó và tiếp dẫn người đó trở về Tây Phương Cực Lạc. Ta ứng dụng câu này thì xin thưa với chư vị, khi ta ra đi, ta phải đi theo A Di Đà Phật mới được, chứ không thấy thấy một vị Phật nào giá đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng vàng vàng rồi đi xa là chân ta là Phật này Phật nọ, chư vị đi theo liền bị gọi là cái cam bẫy của oán thân trai chủ, họ đã thành công kéo chúng ta vào cảnh khổ rồi mà không ấy. Xin thưa thực với chư vị, chính vì thế mà xin thưa là pháp hộ niệm nó lợi là cái chỗ là nó chỉ cho chúng ta từng điểm hết sức là cụ thể. Nếu cái cụ này là sợ chết, nhất định ban hộ niệm phải nối lên, nối xuống, nối ra, nối vào, tìm mỗi cách mà nối cho cụ này không được sợ chết. Tức là không được xả bỏ báo thân này. Ngài Thiện Đạo Tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói, cái lỗi mà sơ xỉu nhất, phổ thông nhất, thường thấy nhất của người tu hành là tu hành một thời gian, khi gặp bệnh nổi lên thì lo sợ vì nghĩ rằng là mình sắp chết rồi. Rồi đến khi mà trước những cái lúc mà coi như hô hấp nặng nề rồi, sợ chết thì đành phải không cách nào có thể thoát ách nạn được, không cách nào có thể vãng sanh Tây Phương được. Cho nên chư vị thấy lợi lạc ở chỗ này là ông cụ này sợ chết, nhất định phải giúp cho ông cụ này không sợ chết. Nhưng mà ngược lại có một ông cụ khác không sợ chết, mà mình tới mình vỗ tay hoan hô, nhiều khi cũng là vấn đề sơ suất nữa chư vị. Tại vì không sợ chết thì là ông ta không sợ chết, chứ không phải không sợ chết là được vãng sanh. Chư vị có thấy rõ ràng điểm này chưa? Cho nên thành ra cái pháp hộ niệm nó chỉ từng chút, cụ không sợ chết thì con vỗ tay hoan hô cụ. Bây giờ cụ không sợ chết như vậy và cụ mến thương vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Chứ cụ không sợ chết, nói giờ tôi có nhiều người nói là Phật giáo thì nói là đừng có sát hại sinh vật. Tôi bây giờ tôi nói là đi đọa lạc, tôi không sợ đọa lạc, không sợ chết vậy đó. Tôi cứ ăn thi xác, tôi giết hại chúng sanh ăn cho đã luôn, không sợ gì cả. Thì cái không sợ chết đó không phải là cái cách mà cụ đó giải thoát, mà chính là vì không sợ chết, không sợ nhân quả, cho nên cụ này có thể chịu nhân quả nặng hơn. Như vậy thì rõ ràng
là chúng ta phải giúp cho ông cụ không sợ chết thì tốt, nhưng mà phải nhớ rằng là khi mình chết rồi thì sau cái chết đó không phải là hết, mà chết sau cái chết đó mình bị cái nhân quá nặng nề. Bây giờ muốn khỏi nặng nề thì khuyên cụ là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cụ đó mà nghe lời mình, xin thưa với chư vị, những người không sợ chết này lại là những người rất dễ vãng sanh, chư vị thấy không? Cho nên nói ra đây, xin thưa với chư vị là thời gian không cho phép tình thái này nói nhiều. Nhưng mà chư vị hãy nghiên cứu về pháp hộ niệm, mới thấy rõ rệt là vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Lần đầu tiên mà tịnh hải này hộ niệm cho mọi người trước mặt mình, họ ra đi đẹp ơi là đẹp, chư vị ơi. Một người chết mà sau 10 giờ cái môi nó hồng lên, cái mặt họ tươi ra, mà rồi thân tướng mê mại. Gia đình không biết làm sao đây, bây giờ chư vị ơi, chư vị tiếp tục niệm Phật cho tôi, chứ bây giờ tôi chưa biết làm sao. Rồi mấy người đó ráng cố gắng niệm, niệm 26, 27 tiếng đồng hồ, càng ngày càng đẹp. Lạ lùng lúc đó mà mới ngỡ ngàng, à thì ra pháp niệm Phật dễ tu, mà muốn cho vạn nhân niệm Phật, vạn nhân vãng sanh, ta phải trợ giúp cho họ làm sao thực hiện được cái tâm trí của cái pháp niệm Phật một cách rõ ràng, cụ thể, chính xác, khi xả bỏ báo tâm. Khi xả bỏ báo tâm thì người đó mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Các vị cao tăng, các vị hòa thượng, các ngài có đủ cái trí và đủ cái năng lực để mà tự mình thực hiện, tại vì công đức của ngài cao, công phu của ngài tốt. Còn hàng phàm phu chúng ta chưa đủ vững, còn nào là vợ con, gia đình, việc làm, nó chi phối hàng ngày. Đến lúc mà nằm xuống rồi, chúng ta không cách nào có thể thực hiện được cái gọi là cái tín hạnh nguyện để chúng ta ra đi. Thành ra trong một đời tu hành này, chúng ta cũng gói ghém một số cái phước đức công đức gì đó chui vào trong A Lại Gia Thức. Và đầu tiên là đời này chúng ta đi theo cái cảnh khổ là nghiệp chướng hướng dẫn. Mà khi nghiệp chướng hướng dẫn rồi thì xin chư vị mới nhớ là qua một cái cơn cách đóng thì bao nhiêu cái tri nhớ của mình quên hết rồi, mình không còn nhớ gì nữa cả. Duyên đời sau mình gặp những cái chướng duyên, không gặp lại Phật Pháp, làm sao chúng ta có thể gặp lại cái cơ hội mà để nói đến chuyện mà siêu thoát sanh tử luân hồi, đừng nói chứ cái chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị có thấy là hộ niệm nó cụ thể không? Hộ niệm nó có vững vàng không? Hộ niệm chư vị có thấy là lợi lạc vô cùng không? Thì sẵn đây xin thưa với chư vị, ngài ân sư Tịnh Không có giảng ra ba cái điểm này để mà nhắc nhở cho chúng ta ba cái lực mà nãy Tịnh Hải có nói là nghiệp lực, rồi cái tâm lực và Phật lực, làm sao chúng ta hợp lại đây. Thì ngài nói cái nghiệp lực chúng ta đầu tiên chúng ta quên đi, mà chúng ta phải nhớ là niệm Phật thì cái phương pháp này gọi là niệm lực, là tín hạnh nguyện chúng ta vững vàng. Đây là phương pháp rất dễ, cho người nào làm cũng được cả. Ngài nói là cái niệm lực vững vàng là tín tâm không thay đổi, niệm A-di-đà Phật chân thành và cầu nguyện quán trắng. Thì một lần mà niệm câu A-di-đà Phật đánh thức cái Phật tánh lực của chúng ta sống dậy, hay nói rõ hơn là cái chơn tâm tự tánh của cha chúng ta sống dậy. Nói cái chỗ này hơi cao cao một chút, xin các bác thông cảm cho, và cứ biết rằng là cái chơn tâm tự tánh chúng ta là một vị Phật chứ không có gì khác hơn. Mà tại vì chúng ta quên, chúng ta tiêu cực, cứ nghĩ rằng là ta là phàm phu, đời đời kiếp kiếp chứ chúng ta không thành Phật được. Không phải như vậy đâu. Trong vô lượng kiếp cha chúng ta quên, tại vì cái gọi là cái trí huệ chúng ta chưa khai, chẳng khác gì như là một cái ngôi nhà ngàn năm không có ánh sáng. Chúng ta nghĩ là phải một ngàn năm nữa thì cái
cái văn phòng đó mới sáng, chứ không phải đâu. Chúng ta hãy thắp lên một ngọn đèn đi chư vị, nhất định tự nhiên bao nhiêu ánh sáng mất liền lập tức. Tức là cái chân tâm tự tánh chúng ta nó ứng hiện liền lập tức. Mà nếu nó ứng hiện ngay trong lúc mà chúng ta xả bỏ bao tâm thì không kịp để mà chúng ta tắt ngọn đèn. Tức là chúng ta vẫn còn sáng cho nên ta đi về Tây Phương luôn. Thì Ngài Ân Sư mới nói là niệm lực phải mạnh. Mà niệm lực mạnh thì một câu A-di-đà Phật làm cho chân tâm tự tánh chúng ta sống dậy. Thì cái chân tâm tự tánh hay là cái Phật tánh chúng ta, hay là gọi là cái chúng tứ Phật trong tâm chúng ta ứng hiện ra, tức là cái Phật tánh lực của chúng ta. Thì A-di-đà Phật nó thuộc về gọi là chư Phật thánh lực, sẵn sàng ở bên cạnh chúng ta, rước cái Phật tánh lực của chúng ta, từ cái chân tâm tự chánh chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy không? Như vậy thì rõ ràng, chư vị rõ ràng là khi mà chư vị thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật, nó khác với người là hững hờ niệm câu A-di-đà Phật. Cầu mong tất cả chư vị bắt đầu từ đây chúng ta quyết chí thành tâm, chí thành, chí kính niệm câu A-di-đà Phật. Chư vị chịu không? Xin đại chúng như một tràng vào tay rồi, thật là lớn ạ. Giơ cao cánh tay để chúng ta rồi cùng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam mô A-di-đà Phật. Con xin thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ. Xin đại chúng như một tràng vào tay dài hơn nữa ạ. Dạ, nam mô